Hồi thứ 100, về thẳng phương Đông, năm thánh thành Phật. Tạm gác chuyện bốn người trốn thoát, theo các vị kim cương cưỡi gió bay đi, lại nói chuyện mọi người trong chùa cứu sinh ở Trần Gia Trang, trời sáng ngủ dậy, sửa soạn hoa quả bánh trái dâng lên, tới dưới lầu thì chẳng thấy đường tăng đâu cả. Người này hỏi han, kẻ kia đi tìm, ai nấy đều hốt hoảng, không biết làm thế nào, chỉ biết kêu la ầm trời. Mấy vị Phật sống đi mất rồi. Rồi mọi người chẳng còn cách nào khác, đành đem những thứ hoa quả bánh trái mang lên lầu, đốt giấy tiền tế lễ. Từ đó trở đi, hàng năm đều tổ chức 4 lần đại lễ, 24 lần tiểu lễ. Chưa kể những người cầu khỏi bệnh, cầu bình an, cầu hôn nhân, cầu con cái, cầu của cải thì bất kể lúc nào cũng tới đốt hương lễ bái. Thật là lò vàng lửa cháy suốt nghìn năm, đèn ngọc sáng mãi hàng vạn kiếp, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, 8 vị kim cương nổi trận gió thơm thứ hai đưa 4 thầy trò đường tăng chưa đầy một ngày đã về tới Đông Thổ. Dần già đã nhìn thấy thành Trường An. Nguyên là vua Thái Tông từ ngày trước rằm tháng 9 3 hôm vào năm Chính Quán thứ 13 tiễn đường tăng ra khỏi thành, tới năm thứ 16 sai quan bộ công dựng một ngôi lầu vọng kinh ngoài cửa Tây An để nhận kinh. Vua Thái Tông năm nào cũng đích thân tới đó. Vừa khéo hôm đó vua lại bãi giá tới lầu, bỗng nhìn thấy ở phía chính tây mây đẹp khắp trời, từng trận gió thơm. Các vị kim cương dừng lại giữa không trung nói: "Thưa Thánh Tăng, đây đã là thành Trường An rồi, chúng tôi không tiện hạ xuống. Người vùng này khôn ngoan lắm, e tiết lộ chân tượng của chúng tôi, 3 vị tôn đại thánh đây cũng không nên đi. Chỉ một mình ngài xuống trao kinh cho chúa ngài, rồi quay lại đây ngay. Chúng tôi đợi ngài trên tầng mây này, cùng ngài về trao trả pháp chỉ." Đại thánh nói: "Lời tôn giả tuy đúng, nhưng sư phụ tôi làm sao gánh được kinh, làm sao dắt được ngựa, phải cần chúng tôi đưa sư phụ xuống. Phiền các ngài ở trên không trung đợi một lát, chúng tôi không dám làm lỡ việc." Kim Cương nói: "Hôm trước, Quan Âm Bồ Tát đã tâu với Như Lai, cả đi cả về chỉ trong vòng 8 ngày, cho đủ số tạng. Đến nay đã quá 4 ngày rồi, chỉ sợ bát giới tham giàu sang, lỡ mất kỳ hạn." Bát giới cười nói: "Sư phụ đã thành Phật, tôi cũng mong được thành Phật, đâu có lý còn tham lam, trừ phi là đồ ngốc. Các ngài cứ đợi chúng tôi ở đây, trao kinh xong, chúng tôi sẽ quay lại đi cùng các ngài." Chú ngốc bèn gánh kinh, Sa Tăng dắt ngựa, hành giả dẫn Thánh Tăng hạ mây bước xuống bên lầu vọng kinh. Vua Thái Tông và các quan đều nhìn thấy, vội vàng xuống lầu nghênh đón, hỏi: "Ngự đệ đã về đấy à?" Đường Tăng liền quỳ rụp xuống lại, Thái Tông đỡ dậy, hỏi tiếp: "3 người này là ai?" Đường Tăng thưa: "Là những đồ đệ bần tăng thu được ở dọc đường." Thái Tông mừng lắm, lập tức lệnh cho quan hầu: "Mau sửa soạn đóng cương cho ngựa của trẫm, mời ngự đệ lên ngựa cùng trẫm về triều." Đường Tăng tạ ơn, cưỡi lên ngựa. Đại thánh múa gậy sắt đi sát bên cạnh. Bát Giới, Sa Tăng dắt ngựa gánh đồ theo sau Sa Giá cùng vào thành Trường An. Thật là năm xưa dự yến thật thanh bình, văn võ bá quan đều anh tuấn. Trên đàn thủy lục sư giảng pháp, trước điện kim loan chúa phái đi. Điệp văn ban cho đường tam tạng, kinh quyển nguyên nhân hợp ngũ hành, khổ luyện quỷ ma bao tai ách, thành công nay quay lại kinh đô. 4 thầy trò đường tăng theo Xa Giá vào triều, khắp thành không ai là không biết người lấy kinh đã về. Lại nói chuyện, các nhà sư ở chùa Hồng Phúc là nơi ở cũ của đường tăng ở Trường An, thấy mấy cây tùng ngọn nào cũng quay về hướng đông thì kinh ngạc nói: "Lạ quá, lạ quá. Đêm nay không nổi gió mà sao mấy ngọn tùng lại vẹo cả đi thế kia?" Trong số đó có người là đồ đệ cũ của Tam Tạng, bèn nói: "Mau mặc quần áo vào, lão sư phụ đi lấy kinh về rồi." Các nhà sư hỏi: "Làm sao ngài biết?" Người đồ đệ cũ đáp: "Năm xưa khi sư phụ đi có dặn rằng, sau khi ta đi, hoặc dăm 3 năm hoặc 6-7 năm, nhưng khi thấy ngọn tùng ngả về hướng đông là ta đã về. Sư phụ tôi miệng Phật lời thánh cho nên tôi biết." Mọi người bèn vội vàng mặc áo ra đi. Lúc tới phố Tây đã thấy mọi người bàn tán. Người lấy kinh vừa mới về,
Vạn Tuế gia đón vào thành rồi. Các nhà sư nghe nói vậy liền vội vàng chạy tới, may ra được gặp. Nhìn thấy Xa Giá, mọi người không dám tới gần, đi theo đằng sau tới ngoài cửa chiều. Đường Tăng xuống ngựa, cùng mọi người vào chiều. Đường Tăng cùng hành giả, Bát Giới, Sa Tăng, cả gánh kinh và con Long Mã đều đứng dưới thềm ngọc. Vua Thái Tông truyền lệnh cho ngự đệ lên điện ban cho ngồi. Đường Tăng tạ ơn ngồi xuống, bảo khiêng số kinh lên. Bọn hành giả lấy kinh ra, các quan cận thị chuyển lên. Vua Thái Tông lại hỏi, ngự đệ lấy được bao nhiêu kinh, làm thế nào lấy được về? Tam Tạng thưa, Bần Tăng tới được Linh Sơn tham kiến Phật Tổ, ngài sai hai vị tôn giả A Nan, Ca Diếp trước dẫn vào lầu ngọc ban cho cơm chay, rồi đưa vào gác báu trao kinh. Hai vị tôn giả ấy đổi lễ vật, vì không chuẩn bị nên không có gì để biếu, nhưng họ vẫn trao kinh cho. Bần Tăng tạ ơn Phật Tổ rồi quay về phương đông. Bỗng một trận gió yêu cướp kinh đi mất, may nhờ đồ đệ có chút phép thần thông đuổi theo lấy lại, nhưng kinh bị vứt tung tóe khắp nơi. Kịp khi dở ra xem mới thấy toàn là kinh không có chữ. Chúng thần sợ quá, quay lại kêu với Phật Tổ. Phật Tổ nói, lúc kinh này mới được tạo thành, có tỳ kheo thánh tăng mang xuống núi tụng cho nhà trưởng giả họ Triệu ở nước Xá Vệ, phù hộ cho những người trong nhà trưởng giả. Người sống được bình yên, người chết được siêu thoát, mà chỉ lấy có 3 đố thăng vàng cúng. Ta còn bảo là lấy rẻ quá, sau này con cháu lấy tiền đâu mà dùng. Chúng thần biết hai vị tôn giả đòi ăn hối lộ, Phật Tổ cũng biết rõ, đành phải đem chiếc bát vàng mà Hoàng thượng ban cho biếu hai vị ấy thì mới được trao chân kinh có chữ. Số kinh gồm 35 bộ, nhưng mỗi bộ chọn lấy mấy quyển trao cho, tổng cộng là 5.048 quyển. Số ấy là hợp với một tạng. Thái Tông càng thêm mừng rỡ, truyền lệnh. Quang Lộc Tự bày tiệc ở Đông Các để tạ ơn. Chợt nhìn thấy 3 vị đồ đệ đứng dưới thềm, mặt mũi dị thường, nhà vua bèn hỏi, mấy đồ đệ này là người nước ngoài ư? Trưởng lão quỳ xuống thưa, đại đồ đệ họ Tôn, pháp danh Ngộ Không, thần quen gọi là Tôn Hành Giả. Ngộ Không vốn là người ở động Thủy Liêm, núi Hoa Quả, nước Ngạo Lai, thuộc Đông Thắng Thần Châu. Do 500 năm trước đại náo thiên cung, bị Phật Tổ nhốt trong một chiếc hộp đá đè dưới núi Lưỡng Giới ở Tây Phiên, đội ơn Quan Âm Bồ Tát khuyến thiện, tình nguyện quy y, là thần đi qua đó cứu hắn ra, công lao bảo hộ nhờ ở hắn nhiều lắm. Nhị đồ đệ họ Chư, pháp danh Ngộ Năng, thần thường gọi hắn là Chư Bát Giới. Hắn xuất thân vốn là người ở động Vân Sạn, đối Phúc Lăng, do tác quái ở Cao Lão Trang, nước Ô Tư Tạng, rồi đội ơn Bồ Tát khuyến thiện, lại được hành giả thu phục. Dọc đường gánh hành lý, có sức lực, qua sông nước cũng có công. Tam đồ đệ họ Sa, pháp danh Ngộ Tĩnh, thần còn gọi là Sa Hòa Thượng. Hắn vốn là yêu quái sông Lưu Sa, cũng đội ơn Bồ Tát khuyến thiện theo đạo Sa Môn. Còn con ngựa này không phải là của Chúa Công ban cho đâu. Vua Thái Tông nói, màu lông giống hệt, sao lại không phải? Tam Tạng thưa, khi thần lội qua khe Ưng Sầu, núi Xà Bàn, con ngựa ban đầu bị con ngựa này luốt mất. May nhờ hành giả mời Bồ Tát tới hỏi lai lịch con ngựa này, hóa ra hắn là con trai của Tây Hải Long Vương. Vì có tội cũng đội ơn Bồ Tát cứu thoát, bảo hắn làm sức lực đôi chân cho thần. Khi ấy hắn liền biến thành giống y con ngựa trước. Cũng may có hắn trèo đèo lội suối, vượt núi băng rừng, khi đi thần cưỡi, lúc về trở kinh, toàn nhờ vào sức của hắn cả. Thái Tông nghe xong khen ngợi mãi không thôi, rồi lại hỏi, đường sang Tây Phương xa bao nhiêu? Tam Tạng thưa, theo lời Bồ Tát là 108.000 dặm, dọc đường thần cũng không nhớ được, chỉ biết rằng đã trải qua 14 lần nóng lạnh, ngày ngày vượt núi trèo non, rừng nào cũng lớn, sông nào cũng sâu, cũng đã gặp mấy vị quốc vương, đều có ấn tín làm chứng. Bèn gọi, đồ đệ mang điệp văn thông quan lên đây, nộp lại cho Chúa Công. Điệp văn liền được dâng lên. Thái Tông nhìn xem, thấy được cấp 3 ngày trước ngày rằm tháng 9 năm Chinh Quán thứ 13, bèn cười nói, đường xa vất vả quá, hiện tại đã là năm Chinh Quán thứ 27 rồi. Trên tờ điệp văn có đóng dấu nước Bảo Tượng, nước Ô Kê, nước Sa Chỉ, nước Tây Lương Nữ Quốc, nước Tế Trại, nước Chu Tử, nước Sư Đà,
nước Tỳ Kheo, nước Diệt Pháp, còn có cả dấu của quận Phượng Tiên, Châu Ngọc Hoa, Phủ Kim Bình nữa. Thái Tông xem xong, sai cất đi. Chợt có quan đương giá tới mời đi dự tiệc. Thái Tông bèn dắt tay Đường Tăng cùng xuống điện. Thái Tông lại hỏi, các đồ đệ có biết nghi lễ không? Tam Tạng thưa, các đồ đệ của thần đều xuất thân là yêu quái nơi rừng sâu núi thẳm, chưa từng biết nghi lễ của Thánh Triều Trung Hoa, mong Chúa Công tha tội. Thái Tông cười nói, không trách tội họ, không trách tội họ, mời tất cả vào Đông Các dự tiệc. Tam Tạng tạ ơn, gọi cả ba người cùng vào điện ngắm nghía. Quả là đại quốc Trung Hoa, khác hẳn những nơi tầm thường, chỉ thấy cửa treo gấm thêu, đất trải thảm đỏ, hương thơm ngào ngạt, quả lạ tươi ngon, cốc hổ phách, chén lưu ly, rát vàng điểm thúy, mâm vàng ròng, bát bạch ngọc, chạm trổ lá hoa, củ từ bung dừ, khoai sọ thắng mật, nấm hương vị ngọt, rong biển mới lạ, mấy lần thêm món măng ngâm ớt, vài phen múc lên hạt hướng dương, miến rong trộn lá thung, mộc nhĩ với váng đậu, hoa đá rau tiên, rau vi lá quýt, hoa tiêu nấu rau cải, giới mạt trộn mướp non, mấy mâm đồ chay đều ngon tuyệt, mấy loại phẩm quả thật hiếm thấy, bánh nhân hạnh đào, vải thiều long nhãn, hạt dẻ tuyên châu táo sơn đông, ngân hạnh giang nam lê đầu thỏ, hạt dẻ hạt sen với bồ đào, hạt phỉ hạt dưa cùng củ ấu, lâm cầm chám đen, bình bà sa quả, nấm hương ngó sen, lê giòn mơ ngọt, chẳng thiếu thứ gì, đều bày đủ cả, lại thêm bánh đường và kẹo mật, cùng là rượu ngon với trà thơm, kể sao hết bách vị chân tu thật tuyệt vời, quả nhiên là đại quốc Trung Hoa khác cõi Tây. Bốn thầy trò cùng văn võ bá quan ngồi ở hai bên, Thái Tông Hoàng đế ngồi ở chính giữa, đàn ca sáo nhạc chỉnh tề diễn tấu, vui vẻ suốt một ngày, thật là quân vương mở hội hơn Ngu Thuấn, chân kinh lấy được phúc nào hơn, thiên cổ lưu truyền thiên cổ thịnh, hào quang Phật dọi chỗ đế vương. Tối hôm ấy, tiệc tạ ơn kết thúc, Thái Tông về cung, các quan về nhà, thầy trò Đường Tăng trở về chùa Hồng Phúc, thấy các nhà sư trong chùa dập đầu đón tiếp. Vừa vào tới cửa chùa, các nhà sư đã nói, thưa sư phụ, những ngọn cây này hôm nay bỗng nhiên đều ngả về hướng đông, chúng con đều nhớ lời sư phụ ngày xưa, bèn ra ngoài thành đón tiếp, quả nhiên sư phụ đã về. Trưởng lão vui mừng khôn xiết, bước vào phòng phương trượng. Lúc ấy Bát Giới không đòi ăn uống, cũng không nói năng ầm ĩ. Hành giả, Sa Tăng, ai nấy đều điềm đạm. Ấy là do đạo quả đã hoàn thành, nên tự nhiên an tĩnh, sau đó mọi người đi ngủ. Sáng hôm sau, Thái Tông thăng triều, nói với quần thần. Trẫm nghĩ tới công lao của Ngự Đệ vô cùng sâu xa, rộng lớn, không gì báo đáp được. Đêm qua trẫm không ngủ, ứng khẩu mấy câu để bày tỏ lòng biết ơn, nhưng chưa viết ra giấy. Rồi gọi, quan trung thư lại đây, trẫm đọc cho khanh viết. Bài văn viết rằng, từng nghe lưỡng nghi có hình, hiển hiện che chở cho chúng sinh, bốn mùa không có hình, tạo nóng rét để thay đổi vạn vật. Vậy nên, nhìn ngắm trời đất, kẻ ngu dốt cũng rõ được đầu mối, ánh sáng dương động, bậc hiền triết ít kẻ biết được tận cùng. Như trời đất bao gồm cả âm dương, dễ biết được là vì có hình tượng. Âm dương ở trong trời đất, nhưng khó thấu tận cùng là vì vô hình. Vậy mới biết, hình tượng hiện rõ có thể chứng minh, dù ngu dốt cũng không ngờ vực, hình ẩn đi không thấy, kẻ trí cũng có thể u mê. Huống hồ, đạo Phật lại chuộng hư không, lợi dụng cõi u, thao túng tịch mịch, giúp khắp muôn loài quản mười phương, nâng uy tinh lên cao hơn cả, đẻ nén thần lực không gì bằng. Lớn thì bao trùm cả vũ trụ, nhỏ thì gồm cả từng chút một, không diệt không sinh, trải nghìn kiếp còn vĩnh viễn, như ẩn như hiện, chờ trăm phúc tới ngày nay. Đạo lớn diệu huyền, đi mãi không biết giới hạn. Dòng pháp trong lặng, dẫn dắt không biết ngọn nguồn, vậy mới biết những kẻ tầm thường, bo bo ngu xuẩn, chỉ làm theo điều mình muốn, làm sao không nghi hoặc được. Thế rồi đại giáo hưng thịnh, nguồn gốc từ phương Tây, bừng tỉnh mộng vượt sang triều đình Hán. Dòng từ bi chảy khắp cõi đông, người thời xưa khi chia hình chia dấu, lời nói chưa đi xa mà đã thành giáo hóa. Đang lúc thường hiện thường ẩn, dân chúng tin vào đức mà nói theo, kịp thì bóng tối quy chân,
rời đổi qua các đời, ánh sáng che sắc, không soi được 3.000 ánh sáng. Tượng đẹp mở tranh, chỉ rõ 2-3 tướng đẹp. Thế là chân ngôn truyền rộng, vớt loài cầm thú ở 3 đường, di huấn vang xa, dẫn dắt sinh linh khắp 10 cõi Phật. Phật có kinh sách, chia ra đại thừa và tiểu thừa, lại có pháp, đó là thuật truyền ngoa tả chính. Nhà sư của ta là Pháp Sư Huyền Trang, đứng đầu trong pháp môn, của nhỏ cẩn thận thông minh, sớm giác ngộ công quả tam không, lớn lên hợp với thánh thần, hành vi nào cũng gồm trong tứ nhẫn, gió thông trăng nước, chẳng bị kịp vẻ hào hoa, móc tiên ngọc sáng, khó so được vẻ rực rỡ, cho nên trí tuệ chẳng lo âu, suy nghiệm thần linh chưa thành hình, vượt ra ngoài 6 cõi trần, lưu truyền suốt 1.000 đời, lắng lòng nội cảnh, buồn thương chính pháp trễ nải, thành tâm cửa huyền, bực bội kinh văn sai sót, những muốn xét rõ điều lý, mở rộng những điều đã biết, phân rõ thật giả, mở lối cho kẻ đời sau. Nên lòng muốn sang tịnh thổ, pháp du Tây Vực, đường xa vất vả, chống gậy ra đi, tuyết sớm phủ dày, lạc lối trên đất, chiều nơi bãi cát, trời đất mịt mù, vạn dặm núi sông, rẽ khói mây mà tiến bước, trăm tầng nóng lạnh, đợi mưa tuyết mà sông lên, lòng thành không sợ vất vả, chỉ mong sao làm được, chu du cõi Tây 14 năm dòng, đi khắp dị bang, tìm cầu chính giáo, hai rừng tám sông, nếm đường uống gió, lộc uyển linh thiếu, chim ngưỡng lạ kỳ, vâng lời chí ngôn của tiên thánh, nhận chân giáo của bậc thượng hiền, xem xét diệu môn, nghiền ngẫm áo nghiệp, đạo tam thừa lục luật, rong ruổi nơi tâm điển, kinh văn mổ tạng trăm dương, sóng gió nơi cửa biển. Trải qua bao góc biển chân trời, cầu tìm được một số kinh kệ, tổng cộng được 35 bộ kinh đại thừa yếu văn, gồm 5.048 quyển, để dịch ra truyền bá khắp Trung Hoa, tuyên dương nghiệp lớn, dẫn mây lành từ Tây Vực tới mưa pháp khắp cõi đông, thánh giáo khuyết nay lại tròn, chúng sinh tội mà được phúc, dập lửa đỏ nơi nhà cháy, cùng thoát đường mê, soi sáng nơi u tối của suối vàng, cùng sang cõi Phật, biết rõ ác nên nghiệp đọa, hiện để duyên thăng, đầu mối của sự thăng đọa hoàn toàn do việc của con người, như cây quế mọc trên núi cao, mưa móc tưới ướt mới nở hoa, hoa sen mọc ra từ sóng xanh, bụi bặm không thể bám vào lá, không phải tính hoa sen tự trong sạch, chất cây quế tự ngay thẳng, mà là do mọc ở chỗ cao nên vật nhỏ không làm lụy đến, được sinh ở chỗ sạch nên loài đục chẳng thể chạm vào, đến loài cây cỏ vô tri còn biết nuôi thiện mà thành thiện, huống hồ loài người có tri thức lại không biết tạo phúc mà cầu phúc ư. Mong rằng chân kinh được truyền bá còn mãi cùng nhật nguyệt, phúc lớn lan xa, trường tồn cùng đất trời. Viết xong bèn cho gọi thánh tăng vào, khi ấy trưởng lão đang ở ngoài cửa chiều chờ lạy tạ, nghe tuyên triệu bèn bước vào phổ phục làm lễ. Thái tông mời lên điện, đưa bài văn cho trưởng lão xem. Xem xong, trưởng lão lại tạ ơn lần nữa, tâu rằng: lời văn của chúa công cao cả, nghĩa lý uyên thâm, nhưng không biết tên gọi là gì. Thái tông nói: đây là chấm ứng khẩu lúc đêm khuya để tạ ơn ngự đệ, vậy gọi là thánh giáo tử, không biết có được hay không. Trưởng lão dập đầu tán thưởng mãi không thôi. Thái tông lại nói: chấm tài kém ngọc ngà, lời thua vàng đá, còn như nội điển càng ít được nghe, ứng khẩu thành văn thật là quê kịch, bôi bẩn bút mực trong thẻ vàng, ném gạch ngói vào những rừng ngọc, áy náy băn khoăn, mặt mũi ngượng ngùng, chẳng dám khoe khoang, làm phiền khen ngợi. Lúc ấy các quan đều chúc mừng, cúi lạy bài ngự văn thánh giáo rồi truyền đi khắp trong ngoài. Thái tông nói: ngự đệ hãy tụng chân kinh một lần xem sao. Trưởng lão nói: tâu chúa công, muốn giảng chân kinh phải tìm nơi đất Phật, bảo điện không phải là chỗ tụng kinh. Thái tông mừng lắm, lập tức hỏi quan đương giá: trong thành Trường An có chùa nào thanh tịnh? Quan đại học sĩ là Tiêu Vũ từ trong ban bước ra tâu: trong thành có chùa Nhạn Tháp là thanh tịnh. Vua Thái Tông lập tức lệnh cho các quan: chọn mỗi loại mấy quyển chân kinh cùng chấm tới chùa Nhạn Tháp, mời ngự đệ giảng kinh. Các quan ai nấy mang vài quyển kinh theo xa giá của Thái Tông tới chùa, dựng một ngôi đài cao, sắp xếp ngay ngắn. Trưởng lão ra lệnh: bát giới, sa tăng dắt con long mã, gánh hành lý, hành giả ở bên cạnh ta. Lại quay sang Thái Tông nói: chúa công muốn lưu truyền chân kinh khắp thiên hạ
thì phải sao chép thành bản phụ rồi mới truyền bá được, còn nguyên bản phải giữ gìn cẩn thận, không được xem thường. Thái Tông cười nói, lời ngự đệ nói đúng lắm, đúng lắm. Bèn cho gọi các quan trong viện Hàn Lâm và khoa Trung Thư tới sao chép chân kinh, lại cho dựng một ngôi chùa ở phía Đông Thành, đặt tên là chùa Đằng Hoàng. Trưởng lão mang mấy quyển kinh lên đài, đang muốn tụng niệm, bỗng ngửi thấy mùi gió thơm phảng phất. Giữa không trung có 8 vị đại kim cương hiện thân, cất tiếng gọi. Ấy người tụng kinh, hãy đặt kinh xuống, theo chúng tôi về phương Tây. Bọn hành giả đứng bên dưới và cả con ngựa bạch bỗng từ mặt đất bay lên. Trưởng lão cũng buông mấy quyển kinh xuống, từ trên đài bay vút lên 9 tầng mây, cưỡi gió bay đi. Thái Tông và các quan vội vàng ngẩng lên trời quỳ lạy, đó chính là Thánh Tăng gắng sức lấy chân kinh, rong ruổi trời Tây 14 năm, trên đường vất vả bao hoạn nạn, trèo đèo lội suối chịu đắng cay, công thành 89, nay thêm 9, 3.000 biên mãn tới Đại Thiên, đại giác kinh văn về Thượng Quốc, từ nay Đông Thổ mãi lưu truyền. Thái Tông và các quan lại xong, liền chọn cao tăng tới chùa Nhạn Tháp, dựng thủy lục đại hội, tụng bộ đại tạng chân kinh, siêu thoát cho các oan hồn quá u minh, ban hành thiện phúc, đem những kinh văn sao chép được, truyền bá khắp thiên hạ. Chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện 8 vị đại kim cương cưỡi làn gió thơm, dẫn 4 thầy trò trưởng lão, cùng con ngựa là 5, quay về Linh Sơn. Cả đi lẫn về vừa đúng 8 ngày. Lúc ấy chư Phật ở Linh Sơn đang ở trước mặt Phật Tổ nghe giảng kinh. 8 vị kim cương dẫn thầy trò Đường Tăng vào thưa với Như Lai. Đệ tử trước phụng sắc chỉ, cưỡi mây đưa mấy vị thánh tăng đã về tới nước đường, giao nộp kinh văn, nay tới dâng trả sắc chỉ. Rồi gọi thầy trò Đường Tăng vào nhận chức. Như Lai nói, này thánh tăng, kiếp trước ngươi vốn là đồ đệ thứ 2 của ta, tên gọi Kim Thiền Tử. Vì ngươi không chịu nghe thuyết pháp, coi thường đại giáo của ta, nên ta đẩy linh hồn của ngươi xuống đầu thai ở Đông Thổ. Nay mừng ngươi đã quy y, giữ đạo Sa Môn, lại tuân theo giáo lý của ta, đi thỉnh chân kinh có nhiều công quả. Vậy ta ra phong chính quả chức lớn, cho ngươi làm chiêu đàn công Đức Phật. Tôn Ngộ Không, trước kia vì ngươi đại náo thiên cung, ta lấy pháp lực uyên thâm nhốt ngươi dưới núi Ngũ Hành. May mắn nạn trời đã hết, đi theo Thích Giáo. Cũng mừng là ngươi đã bỏ ác theo thiện, dọc đường diệt ma trừ quái có công, trước sau vẹn tròn. Vậy ta ra phong chính quả chức lớn, cho ngươi làm đấu chiến thắng Phật. Chư Ngộ Năng, ngươi vốn là thủy thần thiên hà, giữ chức Thiên Bồng Nguyên Soái, chỉ vì ngươi say rượu trong hội bàn đào, trêu ghẹo tiên Nga, cho nên bị đày xuống hạ giới đầu thai, thân như súc vật. May mà ngươi còn biết quý thân người, tạo nghiệt ở động Vân Sạn núi Phúc Lăng, biết theo về đại giáo, vào Sa Môn của ta, dọc đường bảo vệ thánh tăng. Tuy tính ương bướng vẫn còn, sắc tỉnh chưa hết, nhưng vì dọc đường gánh hành lý có công, vậy ta ra phong cho ngươi chức chính quả là Tịnh Đàn Sứ Giả. Bát Giới lầu bầu trong miệng, bọn họ đều thành Phật, sao chỉ mỗi mình con là Tịnh Đàn Sứ Giả? Như Lai nói, tại ngươi ăn khỏe mà lại lười làm, sức ăn lại lớn, khắp 4 đại bộ châu trong thiên hạ, những người tin theo đạo ta rất nhiều. Phàm các việc Phật giao cho ngươi tịnh đàn cũng là một phẩm cấp được ăn uống, sao lại không tốt? Còn Sa Ngộ Tĩnh, ngươi vốn là Quyển Liêm đại tướng, do đánh vỡ chiếc chén lưu ly trong hội bản đào, nên bị đẩy xuống hạ giới, rơi xuống sông Lưu Sa, tạo nghiệt bắt người ăn thịt. May mà theo giáo lý của ta, thành kính giữ gìn, bảo hộ thánh tăng, lên núi dắt ngựa có công. Vậy ta ra phong chính quả chức lớn, cho ngươi làm Kim Thân La Hán. Rồi lại nói với con ngựa bạch, ngươi vốn là con của Tây Dương Đại Hải Long Vương Quảng Tấn, do ngươi trái lệnh cha, phạm vào tội bất hiếu, may mà ngươi quy thân quy pháp, theo đạo Sa Môn. Hàng ngày nhờ ngươi cõng thánh tăng sang phương Tây, lại nhờ ngươi cõng thánh tăng về phương Đông, cũng là kẻ có công. Vậy ta ra phong cho ngươi chức chính quả là Bát Bộ Thiên Long. 4 vị trưởng lão đều dập đầu tạ ơn, con ngựa cũng lại tạ. Phật Tổ sai Yết Đế dẫn con ngựa xuống vách núi đằng sau Linh Sơn, đến bên ao hóa rồng, đẩy con ngựa xuống ao, trong chớp mắt nó vươn mình một cái, trút hết da lông, thay đổi đầu sừng, vảy vàng mọc khắp người, râu bạc mọc dài hai bên mép,
một thân khí đẹp, bốn vuốt mây lành, bay ra khỏi ao hóa rồng, lượn quanh cây cột hoa biểu chống trời trong cửa chùa. Chư Phật đều tán dương pháp lực của Như Lai. Tôn hành giả lại nói với Đường Tăng: Thưa sư phụ, bây giờ con đã thành Phật giống sư phụ rồi, lẽ nào vẫn phải đội vòng kim cô này để sư phụ đọc bài khẩn cô nhi chú bóp đầu con nữa sao? Sư phụ mau mau đọc bài túng cô nhi chú, háo vòng ra rồi đập cho nát vụn, đừng để Bồ Tát lại mang đi hại người khác nữa. Đường Tăng nói: Khi đó chỉ vì con khó bảo nên phải dùng phép này để chế ngự. Nay con đã thành Phật, tự nhiên nó cũng biến mất, có lẽ đâu cứ nằm trên đầu con mãi. Con thử sờ mà xem. Hành giả giơ tay sờ lên đầu, quả nhiên không còn nữa. Bấy giờ chiêu đàn Phật, đấu chiến Phật, tịnh đàn sứ giả và kim thân La Hán đều đã thành chính quả. Con Long Mã cũng tự quy chân, có bài thơ làm chứng, thơ rằng: Một thể chân Như Lạc xuống trần, hợp hòa tứ tượng lại tu thân, ngũ hành luận sắc không rồi tịch, trăm quái hư danh chớ luận bàn, chính quả chiêu đàn theo đại giác, hoàn thành phẩm chức thoát trầm luân, kính truyền thiên hạ ân quang rộng, năm thánh nơi cao bất nhị môn. Lúc năm thánh đã thành chính quả, các vị Phật Tổ, Bồ Tát, Thánh Tăng, La Hán, Yết Đế, Tỳ Kheo, Yêu Bà Di, Yêu Bà Tắc và các vị thần tiên ở các núi các động, các vị đại thần Lục Đinh, Lục Giáp, Công Tào, Giả Lam, Thổ Địa cùng các vị sư tiên đắc đạo lúc đầu tới nghe giảng kinh, đến bây giờ đều ai về chỗ nấy. Thật là trên đỉnh linh thiếu dáng đẹp bay, thế giới cực lạc mây lành tụ, rồng vàng nắm vững hổ ngọc yên vui, vầng ô bóng thỏ tùy qua lại, rắn rùa mặc sức bò quẩn quanh, phượng đỏ loan xanh tìm khoan khoái, vượn đen hiêu trắng ý vui tươi, tám tiết hoa lạ, bốn mùa quả tiên, tùng cao gội cỗi, bách xanh trúc dài, mai năm sắc khai hoa kết quả, đào vạn niên lúc chín lúc xanh, muôn quả nghìn hoa tranh diễm lệ, một trời dáng đẹp với mây lạnh. Mọi người chắp tay quy y cùng niệm: Nam mô Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật, Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Quá Khứ Vị Lại Hiện Tại Phật, Nam mô Thanh Tịnh Hỷ Phật, Nam mô Tỷ Lư Thí Phật, Nam mô Bảo Tràng Vương Phật, Nam mô Di Lặc Tôn Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Vô Lượng Thọ Phật, Nam mô Tiếp Dẫn Quy Chân Phật, Nam mô Kim Cương Bất Hoại Phật, Nam mô Bảo Quang Phật, Nam mô Long Tôn Vương Phật, Nam mô Tinh Tiến Thiện Phật, Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật, Nam mô Hiện Vô Ngu Phật, Nam mô Bà Lưu Na Phật, Nam mô Na La Diên Phật, Nam mô Công Đức Hoa Phật, Nam mô Tài Công Đức Phật, Nam mô Thiện Du Bộ Phật, Nam mô Chiêu Đàn Quang Phật, Nam mô Mani Tràng Đăng Quang Phật, Nam mô Tuệ Cử Chiếu Phật, Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật, Nam mô Đại Từ Quang Phật, Nam mô Từ Lực Vương Phật, Nam mô Hiến Thiện Thủ Phật, Nam mô Quảng Trang Nghiêm Phật, Nam mô Kim Hoa Quang Phật, Nam mô Tài Quang Minh Phật, Nam mô Trí Tuệ Thắng Phật, Nam mô Thế Tinh Quang Phật, Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật, Nam mô Tuệ Tràng Thắng Vương Phật, Nam mô Diệu Am Thanh Phật, Nam mô Tu Di Quang Phật, Nam mô Đại Tuệ Lực Bật Phật, Nam mô Kim Hải Quang Phật, Nam mô Đại Thông Quang Phật, Nam mô Tài Quang Phật, Nam mô Chiêu Đàn Công Đức Phật, Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Văn Thù Bồ Tát, Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, Nam mô Tây Thiên Cực Lạc Chư Bồ Tát, Nam mô Tam Thiên Yết Đế Đại Bồ Tát, Nam mô Ngũ Bách A La Đại Bồ Tát, Nam mô Tỳ Kheo Di Tắc Ni Bồ Tát, Nam mô Vô Biên Vô Lượng Pháp Bồ Tát, Nam mô Kim Cương Đại Sĩ Thánh Bồ Tát, Nam mô Tịnh Đàn Sứ Giả Bồ Tát, Nam mô Bát Bảo Kim Thân La Hán Bồ Tát, Nam mô Bát Bộ Thiên Long Quảng Lực Bồ Tát. Đó là tất thảy chư Phật trên thế giới, nguyện đem công đức này trang nghiêm nơi đất Phật, trên báo bốn ơn dày, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có kẻ thấy rõ, ắt phát tâm Bồ Đề, cùng sống nơi cực lạc, tận báo tấm thân này. Tất cả các vị Phật ở mười phương ba cõi, chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát,
Maha Bát Nhã Ba La Mật